Ok, chúng ta sẽ chơi triệu hồi nhóm nha anh em, một event mới. Mặc định thì Rise of Kingdom sẽ cho chúng ta một cái vé miễn phí nha anh em, một cái vé miễn phí. Ngoài ra chúng ta có thể mua một vé là 500 game. Ngoài ra chúng ta có thể kiếm ở bánh kẹo phục sinh, bữa tiệc biết đi. Đấy, rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn một vé thôi. Chúng ta sẽ mời trong Kingdom của chúng ta chơi. Những chỉ huy mà chúng ta có thể kiếm được đó là Alexander, Nguyên Mạc, Hyras và một số vật phẩm khác. Nó sẽ tùy theo xác suất mà chúng ta có thể chơi. Chúng ta sẽ chờ những anh em vào để chúng ta chơi nha. Hai, bốn, sáu, tám, mười người. Một cái event này chúng ta có thể triệu hồi 10 người để chơi cùng với chúng ta. Có thể mời Dương Quốc đã mất luôn. Rồi, Baby Dragon nó vô với mình rồi. Chúng ta tiếp theo hai người. Rồi, chúng ta sẵn sàng. Chọn bao nhiêu vé để chúng ta tham dự và sau đó chúng ta bấm nút sẵn sàng và chúng ta xác nhận. Rồi, chúng ta chờ thêm một số người anh em vào chơi. Event này cũng khá là dễ nha anh em, khá là dễ. Đấy. Hiện tại chúng ta 8 trên 10 rồi, anh em nhìn bên tay phải của mình, lấy tiên để dùng là 8 trên 10. Thì chúng ta sẽ đợi thêm hai anh em nữa, còn nếu như ai sử dụng thêm vé nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, hiện tại là chúng ta đã 8 trên 10 rồi, anh em chờ chút xíu nha. Chúng ta chờ 10 thêm một chút xíu nữa. Trong những phần bên đây thì anh em có thể xác suất chỉ huy Alexander, Miêu Mẹ Kharad, xác suất của các cái tượng khác cũng có luôn. Tăng tốc, sát SP, rương vật liệu. Thôi, ao rồi. Mời tiếp anh em. 9 trên 10 rồi, giờ chúng ta chỉ cần xác nhận là chúng ta chơi thôi. Ao luôn. Rồi, bắt đầu trong một số. Rồi, ok, bắt đầu anh em. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái trứng. Chọn gì đây? Xích. Rồi, tại vì mình có một vé nên mình chọn một vé thôi. Đó, mình không chọn được vé thứ hai. Một vé là chọn một ô trứng. Gì đây? Trời ơi, cù bắp. Chọc vàng. Quá dữ. Sử dụng cái tăng tốc thì ngon nha anh em. Hơi bị hẻo. Rồi, tiếp tục. Vòng 2 nha. Vẫn là một vé đó. Anh em có thể chơi được các vòng.
lắm. Ngon rồi. Chọc vàng không? Chọc vàng. Quá êm. Chọc vàng miễn phí nha anh em. Free. Thằng tóc cũng êm luôn. Rồi xong. Một vé chúng ta chơi được bao nhiêu? 2 vòng nha. Rồi ok, cảm ơn anh em.